Giới thiệu với mọi người, đây là chùa Pháp Vân, nằm ở số 16 đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú ha. Cổng chính của chùa thì sẽ có bốn cánh như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái cổng bên hông này ha. Sau khi mà vào cổng á, mình sẽ gửi xe qua bên tay phải nha mọi người. Chính diện của chùa thì lúc nào cũng treo đèn lồng như vậy, rất là đẹp. Bên tay phải thì có một cái tịnh quán trà đó mọi người. Đây là mình sẽ quay cái cảnh trước cái cổng chính diện. À, ngay ở dưới chân tượng này á, nó có một cái cổng để đi lên tầng trên nữa, nhưng mà đang sửa chữa cho nên là đóng cửa ha mọi người ha. Và đây là tịnh Trâm trà quán, nơi mà mình muốn mời mọi người đi thưởng trà hôm nay ha. Xung quanh đây thì được trang trí rất là đẹp, có những cái tượng viết chữ. Và đây là ba cái bức tượng mà giống như là mình sẽ bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn nè mọi người. Đây là nơi để lấy trà ở trên chỗ Tịnh Tâm trà quán lúc nãy nha mọi người. Những cái ly trà được rửa sạch, khô, lau khô thì úp ở đây ha. Cái ly này rất là dễ thương luôn á. Ngay cái bàn trà thì còn có những cái vị bánh như thế này ha mọi người ha. Thì nếu mà mình muốn ăn bánh thì mình sẽ lấy những cái dĩa ở trên kệ nè, rồi lấy bánh ra. Ở đây ngoài trà thì còn có cà phê sữa, cà phê gói này kia ha, cà phê pha phin với cà phê gói sẵn luôn ha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái thứ, một ít cái này là mứt gừng nha mọi người. Bình thường nó sẽ có cái đồ gấp thì sẽ dễ gấp hơn, mà còn cái muỗng này thì nó hơi khó múc, nhưng mà không sao, vẫn múc được ha. Cái này là mứt gừng ha. Cái này là bánh tên gì mình không có biết. Đây mình sẽ lấy một ít bánh này nữa. Còn đây là bánh men con sùng nè. Bánh này mình khá là thích. Đây là không gian ở trên tịnh quán nha mọi người. Cây xanh rất là nhiều luôn ha. Nhìn xuống dưới thì mình sẽ thấy cái sân bóng lúc nãy. Ở trên đây á, là người ta trang trí những cái dây trầu bà leo như vậy nè, tạo cái khoảng xanh cho cái tịnh quán nhìn rất là thư giãn. Treo những bức thư pháp nhỏ nhỏ như vậy nữa. Ở trên đây rất là yên tĩnh luôn ha. Và kế bên này thì mình sẽ có một kệ sách nữa nha mọi người. Đó, mọi người có muốn đọc sách thì có thể là qua đây để mượn cuốn sách xuống đọc được nha mọi người ha.
này mình sẽ pha trà nha mọi người. Trà này là trà Thiết Quan Âm ha. Thì trà sẽ được đựng trong một cái bình đựng trà như vậy. Nó sẽ có một cái khay để xúc trà ha. Đây mình sẽ cho một ít trà vào trong cái bình này. Ít thôi mọi người ơi. Mình rất là thích cái bình đựng trà này luôn ha. Những cái nắp này là đã được đậy rất chặt nha, nó sẽ hít vô mọi người. Rồi khi mà tới thì ở cái chỗ cái quầy mà lấy bánh á, nó sẽ có cái quầy để lấy nước sôi như vậy luôn nha mọi người. Mình mang một bình nước sôi ra đây như vậy cho tiện luôn ha. Rồi bây giờ mình mời mọi người uống trà thôi nào. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Chúc tất cả mọi người một tháng 8 thật là nhiều niềm vui ạ. Hẹn gặp lại mọi người.